Quý vị khán giả đang đồng hành cùng bản tin VTV Sport News của Đài Truyền hình Việt Nam, và tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến với những thông tin của thể thao trong nước. Như vậy là sau khi SEA Games 31 khép lại thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với đội tuyển U23 Việt Nam và hoàn thành mục tiêu đề ra, đó là bảo vệ tấm huy chương vàng của môn bóng đá nam ở kỳ SEA Games. Và lúc này thì ông đang trở lại rất bận rộn với đội tuyển quốc gia. Vào ngày 1 tháng 6 tới thì đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Afghanistan. Vào ngày hôm qua, toàn đội cũng đã hội quân với một tinh thần hết sức hứng khởi. Kể từ trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022, bây giờ đội tuyển Việt Nam mới hội quân trở lại. Cuộc đối đầu sắp tới với đội tuyển Afghanistan, dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng lại diễn ra trong dịp FIFA Days. Chính bởi thế, trận đấu này vẫn có ý nghĩa rất quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và đây là một trận đấu giao hữu và được cộng điểm ở trên bảng FIFA Ranking, thì đó cũng là một trận đấu rất là bổ ích. Em nghĩ với tất cả cầu thủ hiện tại thì các bạn đều rất là sung sức và cố gắng làm sao để tập luyện hòa nhập tốt nhất để có thể cùng nhau thi đấu thật tốt ở trận đấu sắp tới. Trong buổi tập đầu tiên vào ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam mới chỉ có lực lượng 20 cầu thủ. Ba cầu thủ vừa tham dự SEA Games là Hoàng Đức, Tiến Linh và Hồng Dũng được đặt cách hội quân muộn hơn so với các đồng đội. Nhưng bất ngờ là thủ môn Đặng Văn Lâm đã xuất hiện, dù ban đầu nhiều thông tin cho rằng thủ môn này sẽ hội quân muộn. Do các cầu thủ vẫn chưa thi đấu tại V-League, quỹ thời gian tập luyện tại Hà Nội cũng không nhiều, nên giáo án chính trong hai buổi tập tại đây chủ yếu giúp các cầu thủ nhanh chóng bắt nhịp trở lại mà thôi. Nhìn chung, toàn đội đang có được tinh thần rất hào hứng và sẵn sàng cho trận giao hữu quốc tế sắp tới với đội tuyển Afghanistan. Vâng, không khí hào hứng của đội tuyển quốc gia thì đến từ việc mà họ đã theo dõi các đàn em của mình ở đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu, và lúc này thì họ cũng rất muốn thể hiện và góp công sức của mình vào những chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ở trong trận đấu gặp đội tuyển Afghanistan vào ngày 1 tháng 6 tới thì chúng ta cũng sẽ có nhiều sự trở lại. Có người thì mới trở lại sau chấn thương và có những người thì được trao cơ hội sau một thời gian dài. Sau gần một năm, thủ môn Đặng Văn Lâm mới xuất hiện trong một đợt tập trung tại Việt Nam. Chấn thương tại vòng loại World Cup 2022 hồi cuối năm ngoái khiến Văn Lâm mới chỉ trở lại trong trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản. Thủ môn này đang rất hy vọng sẽ có xuất bắt chính khi gặp đội tuyển Afghanistan sắp tới. Cũng trở lại trong đợt tập trung lần này còn có trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Lần gần nhất mà cầu thủ này thi đấu cho đội tuyển Việt Nam là từ bán kết AFF Cup 2020. Thời gian qua, Duy Mạnh đã nỗ lực hồi phục cho màu áo câu lạc bộ Hà Nội và hoàn toàn sẵn sàng cho đợt tập trung lần này. Đương nhiên là sau một thời gian dài chấn thương thì phải tập luyện phục hồi thì chắc chắn là cũng sẽ, em nghĩ mình sẽ phải cảm nhận, cố gắng trong từng buổi tập để có thể sớm lấy lại những gì cảm giác bóng tốt nhất cũng như là trạng thái thi đấu tốt nhất để có thể cùng hòa nhập tốt với các bạn ở trên đội tuyển. Trong danh sách 23 cầu thủ, Trương Văn Thái Quý và Trần Đình Khương cũng khá lâu rồi mới được trao cơ hội tại đội tuyển Việt Nam. Đình Khương lần đầu được gọi dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, còn Thái Quý cũng chưa lên tuyển kể từ vòng chung kết U23 châu Á 2018. Và cũng không thể không nhắc đến tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Cầu thủ kiêm trợ lý huấn luyện viên câu lạc bộ Long An giờ sẽ giữ một vai trò mới trong thành phần ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam, với hy vọng giúp đỡ các tiền đạo trẻ của đội tuyển Việt Nam. Vé của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Afghanistan, trận đấu giao hữu này cũng sẽ bắt đầu được mở bán từ ngày 29 tháng 5 tại cửa sân vận động Thống Nhất. Quý vị khán giả có thể tới sân vận động Thống Nhất cũng như là đặt vé online để có cho mình những chỗ ngồi đẹp nhất để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó thì các cầu thủ U23 Việt Nam lúc này cũng đang có chuyến tập huấn tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để chuẩn bị cho vòng chung kết của giải U23 châu Á năm 2022 diễn ra tại Uzbekistan. Rõ ràng lúc này thì đội tuyển U23 Việt Nam đang có nhiều cái tên mới, và đặc biệt với một vị tân huấn luyện viên trưởng là vị huấn luyện viên người Hàn Quốc Gong Okyun thì rõ ràng sẽ là một thử thách để chúng ta có được sự chuẩn bị tốt nhất. Vào ngày hôm qua thì cả đội đã bước sang buổi tập thứ hai. Ở buổi tập thứ hai, huấn luyện viên Gong Okyun đã đẩy khối lượng vận động cho các cầu thủ lên rất lớn, với nội dung rèn rũa về cách chơi pressing tầm cao, cách di chuyển, phối hợp và dứt điểm cầu môn trong phạm vi hẹp. Lối chơi tấn công theo sơ đồ chiến thuật mới được tân huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc áp dụng cho đội tuyển U23 Việt Nam đòi hỏi sự linh hoạt và tính cơ động rất lớn của các cầu thủ. Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát, luân chuyển bóng và dứt điểm nhanh khi có bất kỳ cơ hội nào cũng là yếu tố tạo nên sức mạnh của lối chơi này. Đó cũng là điều mà huấn luyện viên Gong Okyun cùng các cộng sự trong ban huấn luyện đang nỗ lực rèn giũa cho các học trò. Điều đáng mừng là các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ qua từng buổi tập. Nền tảng thể lực cũng được duy trì khá tốt, giúp các cầu thủ hoàn thành trọn vẹn giáo án đã đề ra. Trước đó, trong buổi sáng ngày 26 tháng 5,
huấn luyện viên Gong Okyun cũng đã kiện toàn công tác tổ chức nội bộ thông qua việc chỉ định thành phần ban cán sự của đội tuyển U23 Việt Nam. Theo đó, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh được trao băng đội trưởng, hai đội phó là thủ môn Nguyễn Văn Toản và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập vào tối nay trước khi có trận giao hữu với đội tuyển U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tối ngày 28 tháng 5. Đây là trận đấu phục vụ công tác chuyên môn của cả hai đội tuyển chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á nên sẽ diễn ra trên sân không có khán giả và không có hoạt động tác nghiệp của báo chí. Vâng, như chúng tôi đã nói, việc đội tuyển U23 tham dự giải vòng chung kết của giải U23 châu Á năm 2022 thực sự là một thử thách và những khó khăn lớn. Chúng ta có những sự thay đổi lớn đầu tiên tới từ băng ghế huấn luyện viên trưởng. Huấn luyện viên Park Hang-seo trở về đội tuyển quốc gia và để lại vị trí cho tân huấn luyện viên Gong Okyun. Và điều thứ hai đó là chúng ta sẽ không còn ba cầu thủ quá tuổi trong đội hình. Đó là Hùng Dũng, đó là Tiến Linh và đó là Hoàng Đức. Vậy nhiệm vụ làm sao bây giờ để có thể lắp ráp được một nhóm cầu thủ vừa mới vô địch SEA Games cùng với một nhóm cầu thủ 11 người vừa mới tập tại VFF trong thời gian ngắn quả thực cũng sẽ là một bài toán cần phải giải. Tại giải U23 châu Á, U23 Việt Nam vẫn còn nguyên bộ khung ở hàng thủ, gồm thủ môn Văn Toản, ba trung vệ Việt Anh, Thanh Bình, Tiến Long, cặp hậu vệ cánh gồm Tuấn Tài và Văn Đồ sẽ đảm bảo sự chắc chắn cho hàng phòng ngự. Tuy nhiên, ở khu vực trung tâm, việc không có Hùng Dũng, Hoàng Đức thì việc lựa chọn hai cái tên đá cặp với Lý Công Hoàng Anh sẽ là một điều không đơn giản. Huỳnh Công đến hay Hài Lòng có thể sẽ được tính tới. Rất có thể tân huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ lựa chọn sơ đồ 4-4-2 cho U23 Việt Nam mới, thay vì sử dụng sơ đồ 3-5-2 như thời của thầy Park. Tuy nhiên, việc chuyển đổi sơ đồ trong một thời gian quá ngắn sẽ là một mạo hiểm. Trên hàng công, không còn Tiến Linh, U23 Việt Nam giờ phải trông chờ vào Nhâm Mạnh Dũng, bởi ba tiền đạo còn lại là Văn Tùng, Danh Trung và Minh Bình thì vẫn chưa tạo được sự an tâm trong khâu dứt điểm. Việc chỉ có đúng một trận giao hữu và quỹ thời gian chưa tới một tuần để chuẩn bị đang đẩy huấn luyện viên Gong Kyun vào thế khó trong việc lựa chọn bộ khung. Một giải đấu thực sự thách thức với huấn luyện viên này.